bạn, tôi là anh Tuấn, tôi đang có mặt tại Singapore và tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy đến với Singapore không chỉ có mua sắm. Wow! Hãy cùng tôi tham gia vào hành trình đầy phiêu lưu tại vùng đất của những niềm vui mới, nơi trí tưởng tượng trở thành hiện thực. Đến với vườn thú Singapore, các bạn sẽ được trực tiếp tham gia vào tất cả các hoạt động cùng các loài động vật tại đây. Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình được dùng bữa sáng ngay cạnh những chú gấu ơi dễ thương như thế này không? What you think is the most interesting about the Singaporean zoo? And the open concept, you know, how the animals are not cropped up in cages, and you know the exhibits are actually designed according to like their habitats. Các bạn thấy khung cảnh xung quanh tôi có giống châu Phi không? Tôi vẫn đang ở Singapore. Tôi không thể chờ lâu hơn để cho những con vật khổng lồ nhưng rất đáng yêu này ăn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp những người trông coi những con thú rất dễ thương này. Hi Julia. Hi E.T. Very nice to meet you. Welcome to come Singapore Zoo. Các bạn biết không, đối với tôi thì chưa bao giờ trong đời tôi được đến gần một con thú to như thế này nhưng lại dễ thương như thế. Trong quần thể này còn có công viên hoang dã với chủ đề sông nước River Safari, nổi tiếng với hai chú gấu trúc. Ngoài ra, có cả vườn thú đêm Night Safari đầu tiên trên thế giới, nơi có những loài thú sống về đêm. Đây sẽ là món quà cho người bạn của tôi, Vũ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia tay với khu rừng xanh đầy hoang dã này để quay trở lại với thành phố và gặp gỡ với bạn tôi. Nằm giữa khu phố cổ Kampong Glam là Haujiland, nơi nổi bật với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại như một viên ngọc ẩn mình giữa thành phố. Và ở đây bạn có thể tự kết hợp để làm ra loại nước hoa cho riêng mình. Cool shop. Tôi được đi cạo râu nhiều phong cách như này. Oh my god, I feel sleepy now. Wait. Hey, mẹ ơi. Khỏe anh, khỏe không? Lâu lắm rồi. Anh đi đâu mới về vậy? Tôi đánh sang, vừa đi sở thú, có món quà này cho em. Ok. Mình em tuổi hổ hay sao nhỉ? À, đâu, tuổi con chó chứ. ok, cảm ơn anh. Anh vừa đi qua quanh khu này thì anh thấy rất là hay. Có phải là những cái nét văn hóa ở quanh khu này làm cho em lựa chọn đây là một quán cà phê yêu thích nhất của em? Dạ, có rất nhiều quán cà phê rất là dễ thương. Nhớ cà phê Việt Nam thì ở đây có cà phê. Đồ ăn cũng ngon, rất là nhiều đồ ăn và nó cũng không quá đông đúc như là những nơi như Orchard chẳng hạn. Ở bên này thì có điều gì hay không? Em nghĩ là ở Singapore thì mọi người khi mà tới đến Singapore thì ta nói shopping, nó mua sắm. Lúc nào cũng có lễ hội, lúc nào cũng có những cái về văn hóa, nghệ thuật, những cái party, những cái thú vui, rất là nhiều thứ để chơi ở đây. Dạ. Thấy cuộc sống vui. Ví dụ buổi tối mà anh bảo là anh bây giờ anh muốn đi chơi, lần này anh không thích đi mua sắm nữa mà đi chơi thì đi đâu? Clarky, nếu mà anh đi uống, muốn đi thoải mái sau giờ làm việc thì Clarky nó khá là vui. Clarky đã chuyển mình, đã trở thành một quần thể của rất nhiều quán bar, nhà hàng, trong nhà cũng như ngoài trời. Và chỉ có tại đây các bạn mới có thể thực sự trải nghiệm những đêm không ngủ đầy phiêu lưu. This is Chupito's bar, and they've got only shots, 130 different shots. Welcome to Singapore. Như vậy là một ngày với rất nhiều niềm vui mới đã sắp kết thúc. Chia tay với vườn thú, chia tay với Haujiland. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ được tiệc tùng. Rất nhiều bạn của tôi đang chờ ở trong F Club và còn chờ gì nữa. Tất cả các bạn hãy cùng vui hết mình với Singapore, với tôi và các bạn của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Hãy xem tập tiếp theo với nhiều bất ngờ mới. Hãy xuống nước cùng tôi lặn sâu để gặp gỡ với vua của những loài săn mồi dưới biển.